Chào đấy em bác thợ nhá. Thì hiện tại khá là nhiều anh em đang hỏi mua cái thước khoét nỗ 6 đoạn này nhá. Để chính nó chính là khoan những cái nỗ trên cái bề mặt táo hoa khi anh em thi công nhá. Đây nó là thước khoét nỗ 6 đoạn. Đây 1 2 3 4 5 6. 6 đoạn. Thước này thì anh em lưu ý nhá. Cái thân này kẻ số đầy đủ như này. Đấy, em nhìn chưa? Ở trên những cái góc nét này nó có góc độ này nhá. Đây, chất liệu hợp kim nhôm đầy đủ anh em nhá. Có những cái cúc ở đây để giữ tạo góc mong muốn nhá. Em xem nhá. Còn ở đây nó chính là cái vị trí để nắp cái đầu này để khoét nỗ nhá. Đấy, đầu này thì nó sẽ trang bị cho mình đây, em xem này. Tròn những cái nỗ tròn này, mình có thể nắp ghép lên nhau để tạo nỗ các nỗ khác nhau nhá, đường kính khác nhau. Ở đây mình sẽ đưa một số cái nỗ để anh em xem quá trình mua sắm nhá. Đây. Một nỗ thì nó sẽ rơi vào đường kính khoảng tầm 2,5 cm. Nỗ to hơn. To hơn ở đây nó sẽ rơi tầm 4 cm nhá. 4 cm. Đấy. Và nỗ to nhất thì nó là 4,5 cm nhá. 4,5 cm. Ba nỗ nhá. Ba nỗ khác nhau nhá. Đấy. Thì thước khoét nỗ này thì quá trình sử dụng thì anh em quan tâm về cái dòng sản phẩm thước khoét nỗ này có thể liên hệ trực tiếp bên mình để mua sản phẩm nhá. Cảm ơn anh em.